Cô chào các em học sinh lớp 6. Trước khi học bài học hôm nay, cô hướng dẫn lại các em cách xem nội dung của bài học. Cách 1 là các em xem trực tiếp trên hệ thống lớp học. Cách thứ 2, đối với một số em do đường truyền không ổn định thì các em xem bài trước cho cô trên kênh YouTube của nhà trường. Và cô hướng dẫn là chúng ta mở YouTube, sau đó các em gõ trong ô tìm kiếm Trung học cơ sở Chu Văn An tin học 6 để các em tìm và xem. Ở bài học trước, các em đã được biết con người lưu trữ và trao đổi thông tin như thế nào. Vậy thì có các thiết bị nào để lưu trữ thông tin? Và con người đã đạt được những thành tựu nào nhờ vào máy tính? Các em tìm hiểu bài học hôm nay. Chủ đề A, máy tính và cộng đồng. Bài 3, máy tính trong hoạt động thông tin. Mục tiêu của bài học là các em kể tên được một vài thiết bị thông dụng. Giải thích được máy tính và các thiết bị số là công cụ hiệu quả để thu nhận, lưu trữ, xử lý và truyền thông tin. Và biết được tầm quan trọng của máy tính trong cuộc sống của chúng ta. Các em cùng tìm hiểu một nhỏ một số thiết bị số thông dụng. Các em quan sát hình sau và kể tên cho cô một số thiết bị mà em biết. Các em cùng suy nghĩ và trả lời. Ở đây các em thấy có đĩa CD, thẻ nhớ, máy ảnh, camera, ổ cứng, USB, điện thoại thông minh. Thì camera, máy ảnh, máy ghi âm thì các em thấy là dùng để quay video, chụp ảnh, ghi âm. Nhưng mà có thêm chức năng là ghi dữ liệu vào bộ nhớ của thiết bị thì người ta sẽ gọi là camera số, máy ảnh số và máy ghi âm số. Và các thiết bị này hỗ trợ con người trong hoạt động thu nhận, lưu trữ, xử lý và truyền thông tin một cách hiệu quả. Vậy thì máy tính thay đổi cách thức và chất lượng hoạt động thông tin của con người như thế nào? Các em cùng quan sát hình sau. Ở hình này thì em có suy nghĩ gì về các thiết bị mà con người sử dụng ở hiện tại và trước đó? Ở trước đó thì các em thấy thiết bị rất là đồ sộ, to. Còn bây giờ là các em thấy các thiết bị rất là nhỏ gọn, hiện đại, chất lượng. Và nhờ các thiết bị này thì con người đã thực hiện được công việc tốt hơn, hiệu quả hơn. Cô ví dụ như là các em có thể xem một cái hạt đậu nảy mầm hoặc là một bông hoa nở to dần chỉ trong vài giây nhờ các thiết bị. Và đây là chiếc máy ảnh thời xưa và thời nay. Các em thấy khác nhau về kích thước, về hình dáng và về chất lượng. Còn đây là điện thoại thời xưa dùng. Các em thấy là quay số, gọi. Còn bây giờ các em dùng điện thoại thông minh để sử dụng. Có rất nhiều các chức năng. Vậy thì máy tính giúp con người đạt được những thành tựu khoa học công nghệ nào? Các em cùng quan sát nhé. Nhờ có máy tính
mà khả năng tính toán được cải thiện. Máy tính có thể thực hiện được hàng tỷ phép tính trong một giây. Và không thể thiếu máy tính khi thiết kế các tàu vũ trụ đưa con người lên không gian. Sáng chế ra các loại phương tiện, ví dụ như là ô tô không người lái, hoặc là một chú robot phục vụ con người. Và đây là hình ảnh chú robot đang phục vụ bê cà phê. Như vậy là các em thấy máy tính giúp con người đạt được những thành tựu khoa học công nghệ. Nhưng mà máy tính chưa thể thay thế được hoàn toàn con người bởi còn có những hạn chế. Cô ví dụ như máy tính chưa giúp con người thu nhận và xử lý thông tin từ khứu giác. Như là chưa biết ngửi, chưa biết nếm, chưa biết sờ. Và hiện nay người ta đang thử nghiệm cho máy tính vẽ tranh, viết nhạc, robot biết nói chuyện và làm tiếp tân ở khách sạn, hoặc là robot dạy tiếng Anh. Và con người đang nghiên cứu nhằm làm cho máy tính ngày càng thông minh hơn. Và đây là nội dung chính của bài 3 Máy tính trong hoạt động thông tin. Thì các em ghi nội dung chính này vào quyển vở để các em hiểu bài và nhớ bài. Về phần hướng dẫn tự học. 1. Các em hiểu được các nội dung của bài 3. 2. Ghi nội dung chính bài học vào vở. 3. Các em suy nghĩ và trả lời các câu sau. Và ở phần này các em không cần ghi vào vở. Bốn, ngày 20 tháng 9 thì các em làm bài tập trắc nghiệm trên hệ thống lớp học.hcm.edu.vn.